2 tầng và 3 mảng phun. Còn 40 kg. Khóa kiểu xoay mở, người chỉ kim đồng hồ mở rồi mở thay đồ ăn nhấc lên thay món này hả rồi gắn lại rồi, khóa lại khóa xếp cho chỉ kim đồng hồ khóa lại, khi mà khóa chặt này con vẹt ở trong lại sẽ không mở được cái chốt này, không mở được tại vì cái chốt là ngoài mở thì mọi người chỉ kim đồng hồ. Rồi, mở, đóng, khóa. Rồi, khóa chặt. Ở đây mỗi một ngăn là có hai cái cửa thay đồ ăn, gồm hai ngăn, ngăn trên, ngăn dưới. Ở trên có khu vui chơi, khu vui chơi gồm 3 bảng phân, một bảng phân trên cùng, hai bảng phân của mỗi tầng. Phân rút mảng phân ra thay thế mảng phân, thay xong vệ sinh sạch sẽ rồi đầy sạch sẽ rồi đầy lại. Ở đây là có thêm một cái phên đáy lồng thì dùng để mở ra khi mà vệ sinh đáy lồng, những cái lồng này nó bị dơ thì mình rút cái phên đáy lồng ra rồi vệ sinh đáy lồng. Còn đâu vệ sinh mảng phân thì thường xuyên. Chốt mở khóa, khóa lại, gạt xuống là khóa, mở, gạt lên là mở. Ở trong có hai cổng thức ăn lớn. Thay đồ ăn thì giống nhau hết, thay đồ ăn thì bốn cái cổng thay đồ ăn này mỗi một tầng có hai cái cổng, mình vặn người chỉ kim đồng hồ và mở ra thay đồ ăn mới để vào, mở khóa lại. Ở trên này cũng vậy, nhấc lên thay đồ ăn mới. Nhốt được hai con xám, một con trên, một con dưới. Mấy ngày sáng kêu khỏe mấy ngày một phần cái cùng mà ông không để cái gì. Là anh bảy.